Dạ thưa thầy, hôm nay chúng con được hội tụ về đây, xin thầy được chia sẻ cho con chúng con cái hạnh bố thí và cúng dường. Dạ thưa thầy, hàng năm đạo tràng ở các chùa và cũng như chúng con thì cứ hùn phước nhau để đi làm từ thiện và những nơi như bệnh viện, rồi là trường học và những nơi vùng xa xôi hẻo lánh, dân họ khổ quá. Hai mà đến có khi cho họ, họ lại không ăn những dùng những thứ của mình, rồi họ sống vẫn không giữ được như lời Phật dạy. Hay là các cụ có câu làm chùa tu tượng, tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Thì những cái câu này mà mọi người đã giải thích rất nhiều, nếu cúng dường cho Phật thì mình đỡ khổ, nhưng chúng con vẫn thấy khổ thì không biết thế nào. Mong thầy hoan hỷ và chia sẻ chúng con để chúng con được biết ạ. Xin kính chào thầy. Đâu có chùng bước, phải không? Cuộc đời mình đâu có chùng bước được. Vì chùng bước đứng đó thì ăn nó cũng hết. Rồi mình không làm thì ăn cũng phải hết thôi. Mà giờ đi ra làm mà nó lại sụp xuống nữa. Đây là phải tạm nhân quả. Liên tục tiến tới làm điều thiện trong khi cảnh mà mình suy sụp xuống. Không gì đó mà mình bỏng sẻn ích kỷ mà mình bố thí rộng rãi ra được. Đang lúc bữa trong khi mình đói, người ta nói một gói khi đói bằng bởi gì quên rồi một các con nghe cái câu nói khi mà chúng ta khổ sở mà chúng ta bố thí cho người khác, một đồng bạc bằng cái người giàu có mà bố thí bằng cả triệu bạc, phải không? Các con hiểu điều đó. Cho nên trong khi đó mình dám rút ra được cái đói của mình mà cho người khác thì cái phước nó lớn kinh khủng lắm. Do cái tâm thì của mình rất lớn. Còn giờ mình dư giả hàng tỷ bạc đem ra cho họ 5 triệu, 10 triệu, đó là cái chuyện thường. Nó đâu có bằng cái giá trị của người đang đói. Mà người ta cầm một cái đồng xu mà của người ta để cho một cái người đói khác thì đâu phải là cái chuyện dễ làm đâu. Cái đó là cái khó lắm chứ đâu phải dễ. Cho nên bố thí nó cũng có 3 cái trường hợp chứ không phải là một trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó, là chúng ta giàu có mà bố thí thì cái đó dễ lắm. Cái người đó không có phước báo, bố thí không có phước báo. Còn cái người thứ hai á, là chúng ta có ăn, không đói, không khổ mà chúng ta bố thí thì cái đó là rất dễ chứ không khó. Nhưng cái người đói mà bố thí thì cái đó khó. Họ ăn trộm cắp thêm thì được, họ lấy của người khác thêm thì họ làm được, mà họ đem họ cho người khác thì được. Cho nên có một bài giảng trong cái thời Đức Phật, có một bài giảng rất nghèo khổ. Thì ông Ca Diếp ông dùng thiên nhãn ông quan sát, ông thấy bà này rất là đáng thương. Nếu mà mình đem mà cho bà thì bà càng nghèo, nhưng mà làm sao mà khai mở được cái lòng của bà mà bà đem cho mình thì bà sẽ được giàu liền tức khắc. Ông không biết làm sao, cho nên ông mới đi khất thực. Ông đến ông chỗ bà đi xin được 2 đồng xu. Bà ngồi đó, bà định bà mua cái gì đó bà ăn, bà đói quá. Thì ông mang cái bịch bạc, ông đến, ông đứng trước mặt bà, ông xin. Bà già bà nói, tôi đói gần chết, tôi xin được có 2 xu, ông cũng đến xin tôi nữa, tôi lấy gì cho ông. Tôi đói gần chết tôi rồi, ông đi đi, tôi không có được cho. Thì ông Ca Diếp nói, bà hãy mở cái lòng của bà rộng ra đi. Bà hãy bố thí cho tôi cái gì bà có được. Bà có được cái gì bà bố thí cho tôi đi. Thì bà sẽ được sự giàu sang, sự sung sướng, sự đầy đủ. Còn bà đuổi tôi, bà không bố thí cho tôi thì bà sẽ nghèo đói và bà chết trong cảnh đó. Thì ông Ca Diếp nói vậy thôi, bà chết bà tỉnh. Cho nên bà nói, tôi đi xin từ hồi sáng tới bây giờ được 2 lần xu, tôi định mua miếng bánh ăn cho đỡ lòng, nhưng mà ông nói thì tôi xin thành kính mà dâng lên cúng dường ông. Với tâm thành của tôi cái này là giặc chưa đi xin mà tôi có được, bây giờ tôi nhịn đói tôi cúng dường ông. Mà nếu mà đêm nay tôi có đói tôi chết, tôi cũng vui làm gì tôi cúng dường được một cách đại giải với đức khách xả tâm của mình. Thì trong khi bà nói xong thì bà dâng 2 lần xu bà lên và bỏ trong cái bát của ông Ca Diếp. Ca Diếp bưng cái bát đi. Thì cái đêm đó thì bà chết, bà sẽ lên được cõi trời đồng xuất. Lên cõi trời đồng xuất thì
các con biết có thiếu cái gì ăn không? Tại ông còn sống như vậy đi sinh mà đói lên đói xuống không phải cực khổ không? Để chết để chuyển qua một kiếp khác để sung sướng hơn không? Như vậy là bả là được là thiên tử trong một cái cõi trời. Ở lâu sức rồi thì bả là thánh thơi, không còn lo đói lo no, không còn chết gậy, không còn run rẩy nữa. Ông sung sướng. Thì các con thấy từ cái chỗ đó, cái bài kinh đó có nghĩa là nói chúng ta trong cảnh nghèo chúng ta bố thí nó có một cái giá trị rất lớn. Đây có một bài kinh nữa à, trong cái thời Đức Phật đó, trong cái ngày mà tự tứ đó, thì Đức Phật họ nhà vua à, Ba Tư Nạc ông mới xin Đức Phật cho con thắp sáng cái khu rừng của Đức Phật là 1.200 năm như gì kỳ khen, nghe là đốt sáng như thành phố mình như vậy đó. Ông cứ cách khoảng độ chừng 10 thước thì một cái đèn 10 thước, cái đèn mà khắp cùng ở trong khu rừng đó như vậy, mấy trăm cái ngọn đèn, 500-600 cái ngọn đèn đó, sáng ra rừng. Thì có bà già đi sinh, bà rất nghèo, bà nghe nhà vua cúng dường thắp sáng cái đèn từ tưới cho Đức Phật ở trong khu rừng của Đức Phật ở. Thì bà nói bây giờ mình cũng làm sao mình cúng dường cho Đức Phật một ngọn đèn để cho Đức Phật thắp sáng cái đèn đó. Thì bà đi sinh bà được 2 lục xu. Và để cái người mà bán đèn, bà mới nói tôi có 2 lục xu này, tôi xin được ông bán cho tôi cây đèn. Và tôi đêm nay tôi đem tôi cúng dường Phật cho thắp sáng cái lộ Phật. Thế ông bán đèn nó có 2 lục xu, làm sao tôi bán cho bà được cây đèn. Nhưng mà nghe nói bà mua bà cúng dường cho Phật, thôi tôi bố thí cho bà cây đèn. Rồi bà nói bây giờ cây đèn thì phải có dầu đốt, mà bây giờ không có dầu làm sao đốt mà thắp sáng cho Phật được. Thế ông bán đèn, ông nói thôi được, tôi cũng cho bà cái dầu. Rồi ông rót cái chân dầu để vô cho bà. Rồi bà mới vinh đến, đem đến, bà mới dưng lên cúng cái Phật. Thì Đức Phật nhận cái đèn đó. Nhưng mà suốt đêm cái đèn đó khỏi cháy dầu thêm, cháy hoài mà không có rót dầu thêm. Còn đèn nhà vua thì hàng mấy trăm cây đèn mà phải sai lính tráng đồ cứ rót dầu hoài, cứ cạn dầu à, còn cây đèn của bà có một chông dầu có chút xíu nhỏ vậy mà cháy sáng đen mà không cạn dầu. Thì có người quá lạ hỏi gì chứ tại sao mà ngọn đèn của bà già sinh này khỏi có rót dầu, còn đèn nhà vua sao mà rót dầu dữ vậy, rót dầu nhiều mà lại cạn mau vậy. Thì Đức Phật mới nói đó là cái tâm thành của bà, cho nên cái công đức của nhà vua mà thấp cả bao nhiêu trăm cái đèn không bằng cái công đức của bà già. Đối với một cái đêm mà cúng dường như vậy là cái công đức của bà rất lớn. Bà không có đủ khả năng mà phải nhịn đói trong một ngày đi sinh đó để mà cúng dường Phật ngọn đèn. Cái giá trị nó rất lớn hơn. Còn nhà vua bây giờ, ông bỏ ra hàng trăm hàng vạn ngọn đèn mà cúng Phật, ông đâu có đói. Ông cũng thừa sức phải không? Cho nên còn bà phải một đêm ra nhịn đói. Cho nên vì vậy mà cái tâm thành của bà đó, nó là cái ngọn đèn. Đốt sáng mà không có thấp dầu nữa. Đó, các con hiểu điều đó. Cho nên càng nghèo chừng nào mà mình chứng tỏ cái lòng thiện mình cao chừng ấy thì con sẽ vượt thoát ra cái cảnh đau. Cho nên chẳng hạn bây giờ con cứ lo nghĩ là mấy đứa này nó sợ đó, nó càng ở trong cảnh nghèo mà nó càng thực hiện cái tâm thiện thì cái đó là cái phước báo của gia đình con. Mà nó càng ở trong cảnh giàu mà nó thực hiện điều ác thì cái đó là cái tội lỗi rất lớn cho gia đình con. Con nên nhớ điều đó thầy nói. Cho nên bởi vì trong cảnh nghèo mà thực hiện được thiện pháp, cái tâm nó an, mà không có một cái giá trị, không có một vàng bạc châu báu trong cuộc đời này mà đổi lấy cái tâm an được. Ngài đã ăn bữa cơm bữa cháo nó không đầy đủ thiên hạ, nhưng mà cái tâm hồn của nó thanh thản, nó không gì bận biểu tiền bạc của cả nhà cửa sang đẹp so sánh chạy với thiên hạ đó. Thì con mình mà nó sống được như vậy đó là cái phước báo lớn. Nó ngay cả cảnh cuộc sống của nó, tức là nó ở cõi trời rồi. Vật chất nó không bằng ai hết, nhưng con người nó là con người của cõi trời, chứ không phải là con người của phàm phu. Còn mình thấy vật chất đầy đủ, nhưng mà đầu óc của họ sao? Thôi, nó như một cái đống rác ở trong, nó đủ thứ ác, đủ thứ tùm lum, nó lo nghĩ đủ thứ hết, nó khổ sở. Cho nên thấy nhà lầu, nhà đài, chứ thầy thấy địa ngục của họ cất kiên cố. Còn con mình nhà tranh vết lá, chứ mà tâm hồn của nó thảnh thơi, thì đó là thiên đàng chứ không phải trường đâu. Ngai vàng cung vua của cõi trời ở đó, ở chỗ một cái nhà tranh vách lá mà tập hồn đó không có dướng bận, không có
chạy đua theo thiên hạ đó, đó là cái điều mà giải thoát của đạo đó. Còn để vừa trong cảnh nghèo mà thầy ca ngợi hết sức, mà trong cảnh giàu thầy bác hết sức. Còn thấy chưa, thấy cái chỗ nào là cảnh trời, chỗ nào là cái cảnh địa ngục. Dạ, con tùy thầy, con cũng có lúc mà con cũng muốn tu mà con tu không có được. Từ thầy có một cô đó không tu mà không có cái chỗ mà ở. Con thì học thật ra lúc đó thì con cũng không được có dư giả gì nhiều. Con mua đi một miếng đất, thằng bé đi ở, cắt cái tóc đi luôn, thằng bé đi tu. Thằng bé cho con đi mượn tiền, nó cụ gì là con không nhớ mấy nhỏ này biết. Nhưng mà thằng bé thấy đi, đúng tu được. Thì đi để tóc trở lại rồi này, cái này nọ là con thấy làm như vậy. Thì có một cái gì, không có cái gì như vậy, cần làm cái gì. Mình như một sự tha lòng thôi. À, điều đó là sai lầm chứ. Đức Phật nói như thế này nè, khi mà chúng ta làm một cái điều gì thiện thì như đem cái hạt giống tốt mà chúng ta gieo trồng. Nhưng mà cái mảnh đất mà chúng ta gieo trồng đó nó có tốt không? Nếu là một cái gò mối thì con bỏ hạt giống nó có lên không? Không lên đâu, phải không? Thì như vừa rồi con bố thí cho cái cô sư cô đó để tu hành, mà cô tu kiểu đó là cũng như con bỏ hạt giống tốt con ở trên gò mối. Cho nên cái hạt giống con nó bị lép đi rồi, nó bị khô đi rồi, nó không lên đâu. Nó thành ra nó đâu có được phước đâu. Con phải chọn người nha. Cái cô này đâu có cái nghe nói tu chứ mà con thấy cái dáng là tu, nhưng mà sự thật trong tâm cô có tu thật đâu. Thì như vậy làm sao con hiểu được tâm cô được? À, con muốn hiểu thì Đức Phật có nói mà. À, Đức Phật có dạy cái này rất rõ mà. Một ngày chúng ta sống gần mà chúng ta chưa biết, hai ngày. Hai ngày chúng ta chưa biết thì một tháng chúng ta chưa biết người này thì một năm. Chừng nào chúng ta biết rõ người này tốt, đàng hoàng thì chúng ta cũng hiểu. Phải không? Bây giờ mình sống một ngày mình thấy cô này không có giận hờn, không có ham muốn thì mình thấy tốt rồi. Nhưng mà hai ngày cho đến tuần lễ thì thấy cô này bắt đầu có chuyện này chuyện kia rồi. Thì một năm sau thì con phải thấy cô ta là để tóc rồi chứ gì. Thì vậy thì không cho. À, như vậy Đức Phật cũng có dạy, chứ đâu có thành tâm gì đâu. À, bây giờ Đức Phật muốn nói, con muốn bố thí cho một cái người nào đó, không phải đi lên xe thấy người ta ăn xin là con bố thí. Con làm sao con biết? Con muốn bố thí thì cái người ở gần bên nhà con thấy người này nghèo, con biết rõ ràng gì, bị ở gần nhà con không biết sao được. Phải không? Thì vậy con buồn nên bố thí cái người ở gần bên con mà họ nghèo khổ. Nhưng mà cái người nghèo khổ này mà hung dữ, không bố thí. Họ nghèo khổ tại họ hung dữ, họ tham lam thì họ chịu, chứ làm sao tôi đem tiền cho họ ăn. Bởi tôi ngu hả? Như vậy là tôi đem hột giống tôi bỏ trên gò mối rồi, làm sao nó tốt được. Họ ăn không rồi họ còn mai mốt họ còn chữ mình nữa, lo họ nữa. Bà ngu. Ai không có con hiểu mấy người dữ họ vậy á. Cho nên mình đâu có ngu gì đem hột giống tốt mà cho đó. Cho nên mình thấy cái người này tốt, lương thiện mà rất nghèo, mình giúp đỡ. Mình cho họ một phần được. Cái Phật dạy rất kỹ mà. Còn như mình giúp đỡ, mình cúng chùa, rồi mình kiếm đèn là mình ủng hộ cái chùa, cái tự nhiên em muốn, rồi sự tu hành của ông quý vị nó như thế nào, mình cũng không có làm được tâm gì. À, biết chứ. Dạ. À, cái chùa đó mà ăn ngày ba bữa thì không cúng, cúng cho đó là, Phật nói đó là ma ba tuần như gì. À, những người đó là không nên cúng dường. Bởi vì họ ngồi không đó mà họ lợi dụng cái chuyện mê tín cúng bái này kia để cho mình lên mới cúng cho họ ăn không ngồi rồi. Như vậy là họ làm hư đạo Phật. Người ta thấy như vậy là sai. Cúng chùa, cúng này kia. Mà cái chỗ đáng cúng là cái chỗ Đức Phật có dạy mà. Muốn cúng dường hay bố thí cá nhân thì phải thanh tịnh. Phải không? Tập thể phải thanh tịnh. Thanh tịnh là như thế nào? Thanh tịnh là phải những người đức hạnh, những người giới đức, những người tốt. Chứ không thể người xấu. Những người ác làm sao mình cúng dường bố thí được. Còn những người mà làm cái chuyện như vậy là họ đã phá giới rồi, thì họ là tu sĩ mà phá giới thì làm sao mà cúng dường. Mà con cúng dường thì con được phước đâu. Cho nên không cúng dường. À, không cúng còn hơn mà. Con cúng kiểu đó còn tội lắm. Phật dạy trùng trong lông sư tử mới giết sư tử chết. À, con biết con rận con chí nhỏ trong lông sư tử, nó cắn giết con sư tử chết.
cho con vật gì mà giết một sư tử nữa, phải không? Cho nên đạo Đức Phật mới nói đạo ta không ai giết được, chỉ do mấy ông thầy chùa tu sai lập bậy là mới giết đạo ta chết. Chẳng hạn là bây giờ ông thầy chùa mà ông chở một cái cô nào trên xe đi ra ngoài thiên hạ, họ cười chê chứ gì, họ cười chê sĩ bác, sĩ bác Phật Phật, họ thấy đạo Phật không quá, phải không? Ông thầy chùa kỳ ấy. Còn cô này sao tu thời gian giờ để tóc à, thấy không? Như vậy làm sao? Đó thì các con thấy, bởi vì cái đó là Phật đã, cái Đức Phật trong cái thời Đức Phật á, thì Đức Phật không có ở một cái chỗ nhất định. Bữa nay ở chỗ này năm ba bữa thì Đức Phật di chuyển, bởi vì thời Đức Phật là du tăng khất sĩ, nghĩa là đi từ chỗ này đến chỗ khác rồi trở về chỗ này rồi ở năm ba bữa rồi đi lại chỗ khác nữa, chứ không ở chỗ nhất định, cho nên nó di chuyển liên tục. Vì vậy trong cuộc đời Đức Phật á, không có cái chùa to, không có cái tháp lớn, không có gì dính mắt hết. Còn thời nay ông thầy nào ở cái chùa đó rồi, không phải ông làm ra tiền mà ông sửa sang cái chùa đó, kêu gọi Phật tử đóng góp, rồi ông dính đó, ông coi như cái chùa của ông. Chứ cái chùa này là của mồ hôi nước mắt của Phật tử, của mọi người đó, chứ đâu phải của ông. Mà ông bây giờ ai lại xe ông văng đi, chưa chắc ông bỏ cái chùa đó ông đi đâu. Ai đâu phải của ông, mà chưa chắc đuổi ông đi đâu. Các con hiểu chỗ đó, cho nên vì vậy ông bị chết dính ở trong đó rồi. Cho nên ông tham đắm dính mắt rồi. Thì chúng ta phải cúng dường, cúng như thế nào cái đúng cách, chứ đâu phải cúng dường như vậy. Cho nên Phật đã dạy những cái bài kinh Phật để dạy cho kỹ, dạy cho cái hàng cư sĩ. Bởi vì trong một cái buổi đó, tất cả tư tăng và có du ba tư mặt nặng giữ cái buổi thuyết pháp đó, thì du ba tư nặng mới hỏi: chúng con là hàng cư sĩ, cúng dường và bố thí như thế nào được chánh pháp? Đó, cái lời của Vua Ba Tư Nạc hỏi Đức Phật vậy đó. Đức Phật mới nói cúng dường và bố thí cho đúng chánh pháp á, thì phải lựa cá nhân, tập thể phải thật tịnh. Tức là Đức Phật nói phải người phải tốt, người phải thiện, cái tập thể cũng phải tập thể thiện, chứ còn tập thể ác thì cũng không có làm được đó. Gian xảo trong đó thì cũng không có bố thí, cúng dường được. Vậy con cũng có cúng dường. Khi con mua bán thì mỗi ngày con đều dặn các con, ngày nào mà có đi bán từ ngày thứ năm tới chủ nhật thì con không bán. Thì những ngày đó con có cúng dường cúng chùa, con có cúng được hai chùa mỗi ngày vậy thì cũng dạy cho chúng ta ngủ không để cho con đi cho con nghỉ buổi ăn. Dạ, để cho buổi ăn có dinh dưỡng chút gì. Con cũng đều đều là mấy năm nay rồi con cũng dạy làm như vậy. Con không biết làm như vậy, hôm nay thầy nói con không biết nghĩ làm sao. Thì bây giờ thầy nói như thế này nè, con không nghĩ gì cái điều ở cái chùa, nhưng mà con nghĩ như thế này, con nghĩ con bố thí như vậy đó, từ ngày con lập thiện làm tốt vậy thì trong gia đình con nó có những cái gì tốt hay là nó cứ xấu? Không lẽ tôi lập thiện mà bây giờ trong gia đình tôi không được phước, phải được phước chứ? Phải, mình lập thiện thì phải có phước, mà lập thiện mà không phước tức là cái thiện đó nó chưa đặt đúng chỗ, chứ không phải là không lập thiện. Hay hoặc là có phước mà phước ít thôi, nó cũng có phước mà phước ít thôi, thì cái điều đó là mình phải xét năm cái chuyện thiện của mình thôi. Hôm nay nhân duyên mà con hỏi thầy nói hết để cho con thấy. Cho nên theo đạo Phật á, thì làm một cái việc từ thiện, làm một cái việc mà cúng dường á, phải hết sức cảnh giác. Bởi vì trong thời Đức Phật cũng có những người gian xảo, chứ không phải là không có những gì người gian xảo. Thầy nói như thế này, trong cái thời Đức Phật á, có một người Bà La Môn có con ngựa rất đẹp. Một hôm ông cử đi trên đường á, thì có một cái người đó họ thấy ông Bà La Môn này, tức là cái người mà Bà La Môn là cái người có tôn giáo đó, thì trong cái thời Đức Phật gọi là Bà La Môn á, thì cái ông này thấy con ngựa đẹp này, ông ta muốn chọn con ngựa, nhưng mà không làm cách nào mà vô cái nhà ông này được. Thế cho nên bữa đó thì biết ông đạo Bà La Môn là ông đi ngang, ông cởi ngựa đi qua thì tắt ngựa thế nào cũng về. Cho nên cái ông này muốn bắt con ngựa của ông này, vì vậy đó mà ông này lấy giải, lấy đồ bó cái chân của mình, rồi lấy đồ két đỏ đỏ như mình vừa té gãy chân vậy, rồi ngồi đó chờ. Khi mà thấy con ngựa thì cởi về gần tới thì ông ôm chân, ông khóc, ông làm như là mình mới bị té gãy chân vậy.
Thì cái ông này, ông đạo Bà La Môn này, ông thấy vậy ông mới xuống ngựa. Ủa anh mà sao mà như thế này? Tôi bị lỡ té, gãy cái chân ra, bây giờ đi không có được nữa. Thì ông đạo Bà La Môn nói thôi bây giờ anh đi không được nhà nữa đâu, tôi sẽ đỡ anh lên cái ngựa rồi tôi dẫn con ngựa, tôi dẫn nó con ngựa nó chở anh về nhà. Thì cái người tôn giáo thì người ta phải tốt thôi, người ta phải giúp đỡ người trong cảnh ngộ mà. Thì cái ông này nói nhà tôi ở đó, chỗ đó, chỗ đi qua khỏi đây cái nhà kia rồi, thì anh làm ơn đỡ tôi lên ngựa. Thì lên ngựa thì ông đạo Bà La Môn á, thì ông dắt con ngựa, ông kia ngồi trên ngựa. Thì con ngựa đi chậm chậm á, thì ông này ông đi vậy làm sao lấy bắt con ngựa ta được, cho nên ông có nghĩ kế. Ông dẫn con ngựa đi như vậy nó sốc tôi, đau cái chân tôi quá, ông đưa cái dây cương cho tôi cầm đặng tôi cầm tôi giữ dây cương đi, nó không có sốc như vậy. Thì ông đạo Bà La Môn này ông cũng tin thật cái người bị nạn, cho nên mới đưa dây cương ông này. Khi mà cầm dây cương rồi, ông này ông phúc trong hông ngựa, cái ngựa phi chạy. Thì ông đạo Bà La Môn ông mới kêu, anh ơi anh dừng lại chút, rồi anh muốn cởi đi đâu cũng được. Thì kêu cái ông mà giả dời để cướp ngựa ông đó. Thì cái ông này ông thúc ngựa ông đứng lại, nếu sau này mà có những người tốt như tôi thì người ta sẽ không tốt nữa, đáng thương cho những người bất hạnh thì người ta không được người mà tốt mà người ta giúp được. Thôi anh cứ đánh ngựa đi. Ông nói câu nói gì thôi. Thì các con biết là cái xã hội của chúng ta có nhiều người bất hạnh thật, mà nếu mà không đúng theo lời Phật dạy thì làm sao chúng ta biết đâu được mà chúng ta giúp đỡ được. Cho nên vì vậy mà chúng ta muốn làm cái gì tốt thì chúng ta hãy sống gần họ, từ một ngày đến một tháng đến một năm, rồi chúng ta biết rõ cái gì cả. Còn cái chuyện khổ, cái chuyện đau là nhân quả của họ, chứ đâu phải mình làm cho họ khổ sao mình lại sợ. Con thấy bây giờ trước mặt thấy người ta khổ, thấy mình động lòng mình thương, cái đó là mình thương bậy rồi. Người ta làm như vậy, người ta gạt mình. Thầy nói như thế này, có một cái người họ muốn giật tiền mình, họ lợi, họ nói than khỉ ý ôi, họ khóc lóc, họ nói đủ thứ chuyện gia đình họ thế này thế khác, họ xin mượn thôi chứ họ mượn rồi thì họ đi luôn hết, không bao giờ họ trả. Còn thấy không, mình họ gieo đúng cái tình cảm của mình á để họ giật tiền mình. Thì cuộc đời này rất nhiều cái điều đó, cho nên chúng ta phải sáng suốt. Vì phải sáng suốt đó, cho nên vì vậy mà đời chúng ta không bị gạt. Mà mình không bị gạt thì cái người mà gạt khó gạt. Dạ thưa thầy, vậy thì tất cả từ xưa nay chúng con đều nhầm hết tất cả. Đến rõ ràng đến suốt bên nách người tu hành, bên chùa, bên nhà nghèo nhưng họ giả. Có những người đi xin ăn mà xây nhà 2 tầng. Rồi có những thầy chùa hay là những ông cúng bái, những ông thầy nhà xây rất to và họ ăn 2-3 bữa họ ăn thịt chúng sinh nữa ấy. Thì chúng con cũng không biết. Thế vậy chúng con qua cái bài pháp này chúng con thấy chúng con đang bị vô minh mà chúng con không biết. Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh như thế nhưng chúng con đâu có được đọc. Bây giờ chúng con mới được nghe qua cái bài huynh đệ hỏi thì thầy đã giải thích rất rõ như thế. Giới là thành trì của đạo Phật. Đạo Phật còn ở tại giới. Nếu giới của người tu hành, giới của người giác ngộ mà không được thì chả có cái phước đức gì. Thì chúng con có bố thí cúng dường cũng bằng thôi. Do vậy tại sao chúng con vẫn khổ là vì chúng con không được nghe pháp. Xin tri ân công đức thầy và chúng con sẽ thực hiện. Và mong mọi người cũng chú ý đến những lời dạy chi này. Hoàn toàn trong kinh Nguyên Thủy, câu chuyện của thời Đức Phật là như vậy. Dạ thưa thầy, trước khi ra về chúng con xin tri ân công đức thầy đã chỉ rõ ràng cho chúng con thấy từng ly từng tí những câu chuyện của thời Đức Phật. Và xin cảm ơn mọi người hãy lắng nghe và rút kinh nghiệm mình, xem mình đã làm thiện, bố thí, cúng dường có đúng với lời Phật dạy hay không. Con xin cảm ơn.